Anh có chia sẻ được màn hình không anh? Chia Được sẻ, được. thế anh chia sẻ của em ấy. Mở bé chưa? Rồi, rồi. Ok. Xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh ITB Club Channel, và em là Hiếu và anh Mạnh cùng đồng hành anh chị trong phiên buổi chiều ngày hôm nay nhé. Trước khi vào phiên buổi chiều ngày hôm nay thì anh chị cho em xin những lượt like và những lượt comment dưới phần bình luận, như ví dụ nhà trái tim hay là vẫy tay để tăng độ tương tác lên cho buổi live ngày hôm nay chúng ta. Em gửi anh cái link đó. Ok. Hôm nay sau khi cái tin Iran bác bỏ thông tin hai bên tấn công thì nó vẫn chưa có một cái nhịp hồi nào hết. Tin vớ tin vẩn này. Tin vớ vẩn làm cho thị trường nó sập luôn. Nói chung là thị trường Việt Nam chúng ta ảnh hưởng nhiều bởi media đúng không? Bởi rất nhiều từ phía media. À. Ủa anh xem màn hình rồi mà sao nó vẫn ấy với màn hình của em ta? Đây là màn hình của ai đây? Của anh mà. Đây là màn hình của anh mà. À rồi. Xin chào anh chị em nhà đầu tư đã trở lại với kênh ITB Club Channel với phiên giao dịch buổi chiều ngày 19 tháng 4. Đồng hành với anh chị em là có em Mạnh và Hiếu. Anh chị em nào đang nghe livestream có thể để lại cho anh em một like cũng như là để lại trái tim hay là cái bàn tay để cổ động tinh thần, khích lệ tinh thần của hai anh em nha anh chị. Thị trường hôm nay thì khá là xấu, vẫn đang tiếp tục đạp. Hiện tại đã giảm 27 điểm về mốc 1.166. Nhìn chung thì hiện tại thì cái thị trường chung thì đang giảm 468 lệnh mã. Tương đương với khoảng 87%, chỉ có đâu đó 40 mã là tăng thôi và 28 mã không đổi. Báo động đến VN-Index đa phần vẫn là nhóm VIX với những cái tin đồn tin kiện tổng VinFast đấy giảm 1,72 điểm là cao nhất. Sau đó đến là CTG, CTG hôm nay cũng có một nhịp giảm rất là khủng khiếp. Giảm 3,67% rồi. Và Vinhome tiếp theo là 1,44 điểm tác động tới index. Thì nếu anh chị em nhà đầu tư nào đang nắm giữ những cái cổ phiếu nào cần tìm những cái điểm cắt lỗ hay là cần cơ cấu lại danh mục thì có thể là nhắn tin trực tiếp vào cái livestream để hai anh em có thể phân tích cụ thể hơn nha anh chị. Hôm nay thì buổi sáng thì có cái thông tin là Israel bắn nhau với Iran đấy, nó ảnh hưởng trực tiếp với toàn bộ cổ phiếu của tất cả các thị trường châu Á này. Chẳng hạn như là thằng Nhật giảm gần 1.000 điểm, buổi sáng là tương đương với hơn 1.000 điểm đấy, 3,5%. Rồi Trung Quốc à, 1,7% này, rồi thằng Hàn Quốc à. Nói chung là cái tin mà nó đánh là ảnh hưởng trực tiếp với châu Á nhiều nhất đấy. Việt Nam mình cũng không thể tránh khỏi, Việt Nam mình cũng giảm hiện tại đang là 2%. Thì hy vọng là sau khi cái tin mà đính chính của Iran ấy là không phải là việc là tấn công ấy thì khả năng là hy vọng nó có nhịp hồi. Vì thị trường hiện tại thì đang giảm rất là sâu rồi, giảm hơn 120 điểm rồi trong vòng 4 phiên. Khá là khủng khiếp. Hiện tại thì cái vùng hỗ trợ gần nhất đấy là vùng 1257 theo Ichimoku, là vùng hỗ trợ là giao 129 cũng như là giao 234 hợp bức nằm ngay tại đó. Thì chúng ta cùng kỳ vọng cái thị trường nó sẽ có nhịp hồi lên 1220 nha. Nhịp hồi lên 1220 để chúng ta có thể cơ cấu cũng như là thoát hàng bớt ở cái vùng này.
Nếu anh chị sử dụng đây, nếu anh chị sử dụng Fibonacci đấy theo tỷ lệ vàng đấy, thì anh chị có thể kẻ từ cái đỉnh, từ cái đỉnh của cái ngày hôm 15 tháng 4 đấy, anh chị kẻ một đường nó về 1157 đấy, anh chị có thể thấy được cái vùng phục hồi đấy của nó này, vùng 0.5 này, nó đang trùng với cái giá 65 theo Ichimoku là cái vùng 1219 1222 này. Đấy, anh chị có thể vẽ một cái đường để Fibonacci đấy, thì cái vùng mà kỳ vọng của phục hồi của thị trường ấy, em chỉ kỳ vọng là lên 1204 đến vùng 1234 là tối đa thôi nha, cái giai đoạn này. Cái thị trường anh chị chú ý là những cái thị trường mà nó phục hồi được lên được đến cái vùng này ấy, thì khả năng mà mình những anh chị mà nắm giữ cái cổ phiếu mà đang bị thua lỗ quá nhiều ấy, mình nên bán cắt lỗ bớt đi 50 tới 70% nha anh chị. Giai đoạn này là khá rủi ro rồi, cái là nó xác định một cái trend giảm mạnh đấy. Cho dù bây giờ mình nó hồi lên đến 1234 đấy, vẫn là nằm trong trend giảm nha anh chị, chứ không phải là trend tăng đâu. Cho nên là đến cái vùng này tốt nhất là mình chỉ nên nắm tỷ trọng từ 20 tới 30% thôi. Tốt nhất là mình cắt lỗ ở cái vùng này, vùng 1204 tới 1234 này. Đây là cái vùng mà phục hồi này. Thị trường phục hồi lên nha. Còn nếu mà trường hợp mà thị trường nó không về đến cái vùng 1256 đấy, mà nó chỉ đến 1265 và 165 này, thì đâu đó là cái vùng phục hồi nó cũng chỉ là từ 1210 này tới 1237 là cái vùng phục hồi là khả năng cao nhất đấy, cái xác suất cao nhất đấy, để mà nó phục hồi về cái này. Tại vì nếu mà anh chị nào mà có nghiên cứu về sâu về Elliott, sóng Elliott cũng như là Fibonacci ấy, thì nó sẽ có một số cái tỷ lệ mà giá nó sẽ phục hồi cao nhất ở cái vùng nào đấy, thì em có một cái thống kê cụ thể thì nó sẽ phục hồi cao nhất là về cái vùng này nha anh chị, cái vùng từ 1210 đến 1237 này, mình sẽ cái vùng phục hồi này. Thì anh chị lưu ý cái vùng này, nếu như cái thị trường nói chung là cái vùng này sẽ là cái vùng phục hồi nhé, cho dù nó có về cái vùng dưới này đi nữa mà nó hồi lên đấy, thì anh chị coi cái vùng này sẽ là cái vùng phục hồi này đây nha, cái vùng phục hồi cao, tỷ lệ cao đấy, còn xác suất đâu đó phải 50 tới 65% là nó sẽ phục hồi về cái vùng này ấy. Nó hồi lên đấy. Quan chị chú ý là vùng này hồi không phải để mua thêm đâu, hồi chủ yếu là xử lý danh mục thôi. Còn để mà nó tạo lại được một cái trend tăng ấy, cái trend tăng trong ngắn đó, thì nó rất là lâu nha, rất là khó nha. Vì nếu anh chị qua cái khung ngắn hơn đấy, chẳng hạn như anh chị qua cái khung ngắn hơn là khung 1 giờ đi, anh chị có thể thấy được được là những cái đường này nè, đây là cái đoạn này nè, cái đoạn là cái đường TK đường Kijun này, hai đường này nó tách kiếm ra rồi, tách nhau ra rồi, nó mở rộng như thế này, tức là cái xung lực giảm nó yếu đi rồi nè, đoạn này nè nó giảm đi, nó yếu đi nè. Nhưng chị thấy có thể thấy ngày hôm 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 thứ tư đấy, hôm thứ tư đấy, anh chị thấy nè, hai cái đường này nó chụm vô nhau này, nó giảm rất là khủng khiếp nhé. Đến đây nó vẫn đang còn gần nhau này, cái vùng này nó vẫn đang gần nhau này, tức là nó vẫn cái xung lực giảm nó vẫn đang còn rất mạnh này, thì tiếp tục giảm tiếp này, thì đến cái vùng này rồi thì bắt đầu nó mở rộng cái đường này ra, mở rộng cái đường này ra, nghĩa là cái xung lực giảm của nó yếu rồi. Mình có thể qua những cái vùng khác, vùng khác mình coi M15 nó mở rộng ra rồi nè, nhưng mà cái khung 1 giờ thì uy tín hơn nhé, khung 1 giờ nó uy tín hơn. Đây khung ngày nó vẫn đang còn 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 mạnh lắm anh chị ơi, khung ngày này. Hai cái đường này nó vẫn đang còn đi sát nhau này, đường Kijun, đường TK, đường màu xanh lá dương ấy, xanh dương với đường màu đỏ này vẫn đang còn đứng sát nhau này, cái xung lực giảm nó vẫn đang còn mạnh lắm. Ngày ấy, khung giờ thì nó bớt rồi này, khung giờ thì bớt này, kỳ vọng có một nhịp hồi lên đi, còn không khung ngày thì xấu lắm. Khung ngày hai đường này nó vẫn còn sát nhau, có nghĩa là khi nào mà cái đường màu đỏ nó bẻ ngang qua ấy, thì lúc đó là cái xung lực giảm nó sẽ yếu nhá, ở khung ngày nhá, đường đỏ nó bẻ ngang qua, đường xanh nó đi đâm thẳng xuống ấy, là bắt đầu lúc đó bẻ ngang qua thì nó sẽ có cái lực hút hút lên cái vùng trên, tức là hút hút giá lên ấy. Còn bây giờ thì khung giờ nó đẹp hơn, khung giờ nó giảm đi rồi nè, thì thị trường đang có nhịp phục hồi này, đâu đó là dạ hồi được lên 5 điểm rồi. Ngắn hơn là 5 phút, đây 5 phút, 5 phút có những cái tín hiệu tích cực nha anh chị, 5 phút là có những cái tín hiệu tích cực ở chỗ là những cái đường đây nè, đây là gọi là những cái đường mà 129 với đường 65 á, nó đang đâm xuống,
đâm xuống, nghĩa là sao? Nó đâm xuống tức là cái giá mà giá gọi là cái giá bình quân ấy, giá trung bình đấy của 65 cây nến gần nhất cũng như là 129 gần nhất ấy, là nó đang đi xuống, nó nghĩa là nó sát gần, nó gần với giá, là khi cái đường hai cái đường này ấy mà nó ở nằm ở dưới giá thì nó mới tạo được cái trend tăng, nó nghĩa là tạo được cái trend mà đi lên ấy. Còn khi nào mà nó đang còn nằm trên này, nó còn nằm trên như thế này ấy, là cái trend tăng rất là khó. Đây anh chị có thể để ý nhá, đây này, cái đường 129 là màu tím ấy, nó nằm ở phía trên giá này, cái khả năng mà giá nó xuyên qua được 129 thì chưa không có, tức là cái xu hướng của nó vẫn đang là xu hướng giảm, nó chưa có đảo chiều xu hướng. Khi nào mà giá nó nằm trên, nó nằm nghĩa là bốn cái đường này, đường màu tím, đường xanh 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 lam này, đường đỏ, đường xanh này nè, và nó nằm theo chiều ngược lại, nó lật ngược lên á, thì lúc đó là mới là cái trend tăng nha. Còn như anh chị nhìn thấy nhé, đây nhé, nó đang xếp hàng theo thứ tự như này ấy, là nó đang ở cái trên giảm này, anh chị có thể thấy nhé, đây nè, đoạn này là nó xếp hàng theo thứ tự này, nó giảm mạnh luôn này, nó giảm từ 1205 nó đâm một phát xuống dưới đây này. Đấy, thì trong khung ngắn thì đang có nhịp hồi rất là tốt này, thị trường đang có một nhịp hồi sau cái thông tin, đó là cái thông tin đánh với nhau này. Đấy, thì mình hy vọng là thị trường nó sẽ có một cái nhịp hồi mạnh trong hôm nay. Anh chị em cùng quan sát thôi. Bây giờ giai đoạn này thì đa phần là nhà đầu tư đều nắm hàng hết rồi, không lỗ nhiều thì cũng lỗ ít. MACD thì nó xa quá, nó xa cái vùng cân bằng quá, nhưng mà được cái tín hiệu là nó đang phân kỳ dương, nhưng phân kỳ đi lên đấy này, đấy thấy nhá, đáy này, đáy sau này, đáy sau thấp hơn đáy trước này, nhưng mà cái lực của nó đang đi lên này, của hai cái này tìm được tín hiệu với đường MACD nó đang đi lên này, phân kỳ đấy. Đây thì khung ngắn đấy, khung 5 phút đấy thì nó vẫn đang cũng đang phân kỳ này, phân kỳ này. Đấy sau này, đấy sau nó rồi đai này cũng phân kỳ lên này. Chào anh Huy nhá. Anh chị em nhà đầu tư nào đang theo dõi livestream của hai anh em có thể để lại cho hai anh em một lượt like cũng như là để lại những cái vẫy tay để động viên khích lệ tinh thần của hai anh em nha anh chị. Chào em, chào anh Huy ạ. Âm thanh của hai anh em ok chưa ạ? Ok rồi thì anh, những các anh chị em có thể cho em xin bốn con số 1 ở dưới phần bình luận nhé. Cho em xin bốn con số 1 ở dưới phần bình luận. Thị trường đang có một nhịp hồi rất là tốt nha mọi người, hiện tại đã hồi được 10 điểm so với lúc đầu phiên rồi, đầu phiên giảm tới 26 27 điểm. Có dòng tiền hôm nay, cũng vào khá là nhiều rồi. Hiện tại đến Ok. giờ này là 10 14 ngàn tỷ rồi. Ok, em chào anh Vũ Lê này, em chào anh Huy này, em chào chị Nguyễn Thu này. Cảm ơn anh chị đã tương tác nhé. Thanh khoản đã vượt phải gấp 2 phần 3 cái ngày hôm trước. Hôm nay nước ngoài nhảy vào mua ròng rồi nha anh chị, sau những cái phiên bán ròng rất là khủng khiếp này, ngàn tỷ này, 1.237 tỷ này, 700 tỷ này, 600 tỷ này, bán ròng rất là khủng khiếp, mua ròng rất là lẹt đẹt. Thì hôm nay đang có một phiên mua ròng 230 tỷ, cao nhất là cổ phiếu DG này. DG đang được bắt đáy ấy, sau 4 phiên giảm liên tục, đâu đó giảm khoảng 20% từ đỉnh ấy. Này đang được mua vào như con ghét. Chứng khoán hôm nay
phiên hồi sáng là có một số con nó nằm sàn luôn, chẳng hạn như CTS, AGR ấy. CTS nằm sàn 7%, AGR đấy, SHF bây giờ nó cũng có nhiều phục hồi lên khá là tốt. Hồi nãy SHF nó giảm đâu đó gần 8%, 7 phẩy mấy%. Sáng một số nhà anh chị nhà đầu tư mà đang còn nắm giữ tiền nè, có hỏi em là chứng khoán mua được con nào ấy, em mua cho một con STS, à con CTS, CTS nằm sàn đấy, đặt ngay vùng sàn luôn. Hôm nay nằm sàn thì nếu mà hôm nay nó buổi chiều này có một cái nhịp hồi ấy, thì anh chị sẽ lãi được trong phiên đâu đó được mấy phần trăm luôn. Còn nếu nó nằm sàn thì mình huề thôi, đâu có vấn đề gì thì phải đáng lo đâu. Anh chị nào mà chưa có nắm giữ con nào á, đang còn tiền lượng tiền mặt lớn á, tại vì chứng khoán nó rất là nhạy nhạy cảm với cái thị trường. Ví dụ như thị trường mới giảm như thế này thì đa phần là chứng khoán đều giảm hết. Ví dụ như thị trường chỉ cần có một cái nhịp hồi cái là nó tăng lên bật lên liền. Nên giai đoạn này mà những anh chị nào không đầu tư, chưa đang còn nắm giữ tiền mặt nhiều, cũng như là chỉ bị thua lỗ ít ở một số cái cổ phiếu á, thì em vẫn khuyến nghị mua một những cái cổ phiếu của nhóm chứng khoán, những cái con nằm sàn á. Nào ví dụ như hôm nay nó sàn thì mình vẫn huề thôi, không có ngán, mà cái tỷ trọng mình giải ngân đâu đó chỉ có 30% thôi, không giải ngân nhiều cái đoạn này. Nếu mà nó về cái vùng 1157 á, cái vùng hỗ trợ dưới á, thì mua ôm nắm giữ 50%. Còn như team em thì giải ngân từ phía vùng trên ấy, cho nên là em hiện tại cũng chỉ ở dưới nắm giữ 50% ấy, thì về được cái vùng 1157, 1164 ấy thì cho mua tiếp 5% nữa. Mấy con đầu tư công với bất động sản là đợt này là bị sập nặng, gãy hết toàn bộ nền. Để mà đi được từ nền lên, để lên mà nó bật lên được thì khá là lâu. Còn đầu tư công tích lũy lâu lắm, tích lũy xong nó mới bật lên được, rất là khó. Bất kể một cái chu kỳ nào tăng hay giảm á, tăng mạnh hay giảm mạnh á, nó đều phải cần một cái những cái vùng tích lũy, nó phải đều phải cần tích lũy một thời gian thì sau đó nó mới đi lên được. Anh chị cứ chú ý để ý đi, nó cần, nếu muốn đi lên nó phải cần một tích lũy, hoặc là muốn nó muốn điều chỉnh á. Tại vì anh chị nha, ví dụ như là trong một cái nhịp giảm đi, mình phóng to ra để mình thấy, ví dụ như trong một nhịp giảm như em nói phân tích hồi nãy thị trường ấy, để mà bốn cái đường này, ví dụ như đường màu tím, đường màu xanh 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 lam, xanh ngọc này, rồi đường màu đỏ, đường màu xanh này nhé, chẳng hạn như trong cái xu hướng giảm á, là bốn đường nó sẽ xếp hàng, xếp xếp ngược như thế này đúng không, xếp ngược như thế này đúng không, thì anh chị có thể để biết được là khi mà để mà nó có một cái nhịp tăng lên lại á, gọi là để tạo một cái trend tăng á, thì nó phải tích lũy để chi, tích lũy để nó nằm, nó làm một cái nền chặt. Nó nền chặt tức là nó chỉ đi sideways thôi, đi ngang thôi, nó đi ngang để cho bốn cái đường này nè nó chụp, nó hút về với nhau, nó đứng sát với nhau. Thì sau đó khi bốn đường này nó sát vào với nhau á, thì khi đó mà cái thị trường khi đó những cái giá đi xuyên lên lên á, đi lên á, thì những cái đường này nó mới làm, nó mới nằm ngược lại, nghĩa là đường màu tím ở dưới cùng này, xong đến đường màu xanh ngọc ở kế tiếp này, rồi đến đường màu đỏ kế tiếp này, rồi đến đường màu xanh lá cây xanh dương đứng ra này, thì lúc đó nó mới tạo được một cái gọi là cái xu hướng tăng ấy. Để anh chị có thể thấy hình dung được là chẳng hạn như là một số cái cổ mà nó lên, nó tăng cái giai đoạn trước đó, nó tăng lên đúng không, nó tăng lên thì bốn cái đường này nó cũng sẽ đi đi hướng lên. Đây em có thể lấy một cái số cái ví dụ như con CTG giai đoạn trước đó, đây là cái khung ngày đi, ngày nhìn nó rõ này. Đây anh chị có thể để ý nhé, bốn đường nhé, màu tím này, xanh 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 lam này, xanh lam này, màu đỏ màu xanh này, đó anh chị thấy không, để mà nó có thể tạo được những cái đường này nó gần nhau ấy, nó sát nhau ấy, đó đó nó phải chờ này, đó anh chị thấy chờ này, nó đi tích lũy ngang này. Ví dụ như đường màu tím đang nằm trên đây nhá, để mà nó đi xuống dưới, hoặc là để những cái đường màu xanh dương này hay màu đỏ đi lên đó, thì nó phải chờ tích lũy này, đi tích lũy ngang xong nó có một cái thoát nền này, đây cái thoát nền này bắt đầu chạy lên nhá, chạy lên là bốn đường này nó xếp hàng chồng với nhau này, đó cho những hai chị thấy không, để mà một cái xu hướng á mà nó xếp chồng như thế nào nhỉ, anh xếp chồng là bốn đường nó xếp chồng như thế này này, đó tiếp tục xếp chồng này, xếp chồng đến khi mà cái đường màu xanh dương này nó cắt xuống màu đỏ này, nó cắt xuống màu đỏ này, tức là nó đảo xu hướng ấy. Đường màu chín, đường chín tức là đường chín ngày đấy, bình quân đấy, chín chín cái nến gần nhất đấy, còn đường màu đỏ là 17 cái nến ấy. Thì đường màu chín thì là nó kiểu là nó phản ứng sớm nhất, là đường chín, đường màu xanh dương nó cắt xuống này, thì nó thấy nó cắt xuống này, đây bắt đầu là cái đường đường xanh này nó đi lên nè, là nó đảo xu hướng nha, đảo chiều xu hướng này nè,
Đây, anh chị có thể thấy không, cái đường màu xanh ngọc này, đường 65 này, nó lên là bắt đầu lên là nó đảo chiều xu hướng này nè, là bắt đầu là cho dù cái đoạn này á, cho dù ít nhất đoạn này để mà nó vượt nó gọi là tạo trên tăng nữa đấy, ít nhất đâu đó phải 1 tháng tới 2 tháng nữa nó mới tạo được lại được một cái trên tăng đó, để chị thấy được là nó sẽ đi tích lũy nha. Đến cái đoạn này nha, nếu mà nó có một cái nhịp phục hồi á thì anh chị xác định đây chỉ là nhịp hồi thôi, khi nào có đường màu xanh dương, xanh lam, xanh ngọc này nào nó bị ngang qua nha, thì anh chị xác định đây chỉ là một cái nhịp hồi thôi chứ không phải là một cái trên tăng đâu để đánh nha. Còn anh chị mà muốn xác định những cái cổ phiếu nào mà nó còn được cái trên tăng á, thì anh chị phải soi đi tìm nhá. Chứ còn những cái con CTG này nè, cái đoạn này nha, anh chị chú ý nha, như này nha, nó có thể chạm về đây nó bật lên nè, đây là cái vùng hỗ trợ cuối cùng của nó nè, da 129 cộng 234 nó đang hợp bích với nhau nè, ở cái vùng 37 15 này, thì đâu đó khi mà nó bật lên đúng không, nó bật lên đúng không, để mà nó tăng mạnh là không có nó tăng mạnh đâu, chắc chắn luôn nha, xác định luôn anh chị, xác định không có một cái pha tăng mạnh ở cái vùng này đâu. Đoạn này á, nếu mà muốn tăng mạnh thì phải đi ngang tích lũy, sau đó cái đường màu xanh ngọc này nó đi nó đâm xuống, nó đâm xuống để nó xếp hàng chồng lên nhau ấy, bốn đường nó xếp hàng chồng lên nhau theo thứ tự á, từ dài từ 129 65 17 9 nó xếp chồng lên nhau thôi theo cái thứ tự như thế này này, nó mới một gói được một cái pha tăng mạnh này, anh chị có thể thấy đoạn này thấy không, bốn đường nó xếp hàng theo thứ tự này, là đâu đó từ 30 này lên 37 này, tăng 20% luôn này. Còn nếu mà tính từ nền đấy, nếu mà anh chị này bén đánh từ thử thoát nền đến đoạn này là từ 27 lên cái đỉnh không bao nhiêu phần trăm này, từ nền đó 35%, tới như hồi sáng anh Duy có nói đó, những cổ phiếu mà từ 30% trở lên nó không nên vào rồi đó. Đó chẳng hạn như con này đi, con này nó đã tăng từ nền là 35% đi, mà anh chị thấy đoạn này tích lũy anh chị nhảy vào mua này thì có phải nếu mà ôm ngay đỉnh không, cái này ôm ngay đỉnh không, 30 tới 35% là ôm ngay đỉnh không, thì thay vì đó mình sẽ lựa những cái cổ phiếu mà nó chưa chạy chẳng hạn, như chẳng hạn như con lên Việt Post Bank này đấy, cái thời điểm mà em cho team mua là 16.55 đâu đó là nó test về cái vùng cũ 16.55 đây đây, cái đoạn này đây, đây là cái đoạn này em cho mua 16.55 này, đó là con này á, nghĩa là nó phá lên trên xong rồi nó test về lại cái đỉnh cũ này. Cái đoạn này là cái đỉnh cũ này. Đây 16.4 là em đang còn vẽ cái đường đỉnh cũ đây. Để chị có thể thấy là mình nếu mà mình lựa, mình không nên lựa những cái cổ mà nó đã tăng 30 tới 45% là nó đã từ nền đấy, là nó đã đâu đó là nó đã tăng, nó cần phải có một nhịp điều chỉnh. Như con CTG này đâu đó từ đỉnh từ đây đi về đây là nó đã giảm đi 14%. À, nó khỏe hơn những cổ phiếu khác đấy nha. Đấy, cổ phiếu mà yếu, cái yếu là giảm 15, 17, 20% là bình thường. Cho nên là cái giai đoạn này cho dù nó có hồi đi nữa thì cũng chỉ là đi tích lũy thôi. Đi tích lũy và chờ bốn cái đường này, khi nào bốn cái đường này là nó gần như là xếp chồng với nhau ấy, thì đó mới là cái này, đoạn này, đoạn này mới là đoạn tăng mạnh. Đây, đến cái đoạn này nó bứt lên đến đây là bốn đường nó xếp chồng với nhau, là cái giai đoạn này mới tăng mạnh, nó bứt lên khủng khiếp luôn này. Nếu mà từ từ cái đoạn mà nó xếp chồng lên nhau là ở đây lên đến đỉnh là 25% đó, từ cái đoạn này nó xếp chồng lên nhau rồi lên 25%. Quay lại VN-Index của mình đây, cái đoạn này nó đang giảm này, nó đang xếp chồng ngược này, xếp ngược này, tức là thị trường đang giảm, cái này nó đang giảm. À, anh Vũ Lê, côn rồi nha anh, hôm nay hình như là côn rồi đấy, buổi sáng là côn rồi đấy, một số công ty chứng khoán là côn rồi nha anh, vì đa phần cổ phiếu là đều giảm tới 20% hết rồi, 15-20% là côn rồi. Số công ty nó chỉ cho 85% thì hôm nay là côn rồi. Trường vẫn đang giảm 21 điểm. Nãy giảm lên lên được 17 18 điểm thì giờ lại lên 21 điểm rồi. Ngoài đang mua ròng vàng, nhất là DG vẫn đang mua DG, nước ngoài vẫn đang mua DG.
85 tỷ. BCI cũng mạnh. Chung là giai đoạn này thì anh chị em đã nắm hàng rồi thì thôi chờ, một đó là nó về cái vùng thấp hơn đó thì mình tiếp tục mình mua, còn không thì ở cái giai đoạn dưới giữa thì mình nằm ngồi chờ chờ thị trường, nhìn coi quan sát thị trường thôi, chứ còn không giải quyết được cái vấn đề gì giai đoạn này. JG sáng gần nằm sàn luôn. JG sáng là giảm 6%, ở hồi nãy 6% rồi. Giờ còn gần mua được gần giờ còn gần 4%. JG về lại đúng là cái vùng tích lũy luôn đó. Mới chạy đâu đó được chưa được tháng. Đây thử cái vùng đèn tích lũy của nó đây, lên đỉnh mới được có 20% à, mới được một nhịp à, quay lại về rồi. Cổ phiếu mà nhiều người quan tâm, cổ phiếu đất nhiều người quan tâm, quốc dân quan tâm, Novaland cũng mới chạy được tí cũng chạy về rồi. Chung là sai thì mình cắt thôi nha anh chị, sai thì mình cắt thôi. Đã có nhịp hồi phục rồi. Mình đang thấy ở khung 15 phút của phái sinh đã bắt đầu có một cái nhịp hồi lên rồi anh chị em nhé. Bắt đầu mở ra một tín hiệu hồi lên rồi. Ok. Phái sinh rút chân rồi, Phái sinh bắt đầu rút chân rồi. sinh giảm chỉ còn 13 điểm thôi, còn thị trường chung vẫn đang giảm 21 điểm nữa. Đây cũng là một cái tín hiệu tốt cho cơ sở. Chung là phái sinh mà rút chân thì cơ sở cũng sẽ khả năng là sẽ cũng đi theo, nên là cũng đi rút chân theo ấy. Tại vì đôi khi anh chị em có thể để ý, nhiều khi cơ sở anh chị em có thể để ý những cái phiên nó mà nhiều khi cơ sở mà chưa giảm á, mà thấy phái sinh đâu đó nó giảm đến 10 hơn 10 10 điểm thì quay qua quay lại thì thấy cơ sở nó cũng giảm theo. Đây là cái tín hiệu để đà cho VN-Index hồi phục trong phiên chiều ngày hôm nay. Cơ sở đang là 1173.97 đúng không ạ? Chúng ta đang nhích nhích dần lên này, 1174.7 rồi này. À, nhích dần lên rồi. Không biết là các cổ phiếu của anh chị đang nắm giữ không có nhích lên không? Cái ông VN đấy không? Đó, anh chị theo dõi nhé. Một một bảy năm rồi. Đang hồi rất là mạnh nha anh chị, đang có một nhịp hồi rất là mạnh, tức là cái dòng tiền nó nhảy vào bắt ấy, nhảy vào đấy, có dòng tiền lớn vào đấy, chứ mà để mà hồi một phát mà cứ hồi lên 2 3 điểm một lúc liền nó rất là khó, có một cái dòng tiền vào đẩy mạnh cái cổ phiếu, các cổ phiếu lên chung. Nhưng mà tuy nhiên anh chị cảnh giác lúc 14 giờ nha, đến gần vùng 14 giờ là khả năng là call margin tiếp là tiếp tục đạt đấy. Hôm nay 14 giờ, từ 14 giờ là cái giờ con mà ghi em coi là cái công ty nào. Ok, xem đội loan ngày hôm nay của chúng ta phái sinh xem ăn được bao nhiêu điểm. À, nó vừa báo một lệnh loan 1197, à, xem bây giờ loan ăn được bao nhiêu điểm rồi.
1197 bây giờ đang về 1176. VN F1M bây giờ về 1201 rồi. Đang được 4 điểm rồi. À, 1197 về 1201 đang được 9 điểm. À, đang được 4 điểm. 4,5 điểm. Hồi rất là mạnh này, nhưng mà quan trọng là anh chị canh nhé anh chị. Nếu mà anh chị nào mà canh mà đánh T0 mới chú ý ấy. Nếu mà mình mua được ở cái giá thấp T0 mình có thể bán ở cái vùng trước trước 2 giờ nha, chốt lệnh trước 2 giờ. 2 giờ Vâng. là VPS xử lý này. Cơ sở đang lên 1176.8 rồi. À, từ nãy giờ hồi khá nhiều điểm rồi. Từ bắt đầu có Là một cái hồi nhịp được hồi tại buổi đó. ở bên phái sinh nó đưa ra tín hiệu cái là bên cơ sở cũng lô lức. Em xem theo dõi sát giai đoạn này nhá. Em chia sẻ màn hình của em lên nhá. Ok. À. Hôm 15 phút vừa có tín hiệu báo long lên phái sinh. Xem khung 5 phút nào, khung 5 phút. Khung 5 phút vừa lại có thêm một tín hiệu long nữa này, hai tín hiệu long này. Nè, hai tín hiệu long khá là tích cực. Em không biết là phái sinh của chúng ta có vượt qua được cái kháng cự 1202 không, 1202. Anh chị em xem nha, kiểu như này thì khả năng cao là sẽ vượt anh chị em nhé. Khả năng cao kiểu này là kiểu vượt vượt rồi. 134 này, 134 bây giờ là 1 giờ 34 35 phút, đấy nghĩa là còn là cho chúng ta được hai cây lến nữa đúng không ạ? Cái này là cây lến từ 1 giờ 30 đến 2 giờ. Vừa mới bước vào cái cây lến này đã tăng rất là mạnh này. Xem nào. Cây lến 15 phút này. Cây lến 15 phút đang đà tiếp diễn này. Ok. 5 phút này, 5 phút. Ok. Bây giờ sẽ hiện tại RSI đang ở cái vùng loanh quanh 70 đúng không? RSI đang ở loanh quanh 70. Mà đánh thêm này chúng ta thêm cái chỉ báo đêm đúng không? Nên là bỏ bớt một số Cổ đường phiếu đi. đất đang mua rất là nhiều này, cổ phiếu đất đang hồi rất là nhiều này. Bỏ Hồi bớt nãy một số đường. hồi cuối phiên sáng là cổ phiếu đất toàn giảm 4-5% không à, giờ giảm 2-2% rồi. Nếu anh chị em nào mà đánh T0 là lãi được 3-4% luôn đấy. Ok, vẫn đang an toàn. Vẫn là Rồi an toàn. anh chị em nào mà biết được cái vùng ấy, cái vùng mà như em nói, cái vùng 1257, 1264, 65 đấy. Hồi nãy hồi sáng mà thị trường nó về đến cái vùng 1268 ấy, mình có thể mua ở gần mấy cái giá sàn của mấy con đó mà mình đang nắm giữ ấy. Để ví dụ như cho chiều nay hàng về hoặc là đánh đề không á, nghĩa là anh chị mua những cái hàng mà mình đang lỗ trong danh mục của mình ấy, thì anh chị canh những cái vùng mà nó điều chỉnh giảm sâu như thế này ấy, mình mua vào đâu đó là buổi chiều hàng về mình bán, là như hiện tại một số cổ phiếu mình bán là mình có thể lãi được 3-4% ngay trong phiên luôn. Đó là cái cách mình xử lý T0 nha anh chị. Ok, vừa rồi chúng ta thấy có một nhịp về chạm về 1210 à 1201 nhé anh chị em nhé. 1201 để em xem view sang cái khung ngắn hơn xem là chúng ta xem có giai đoạn này có thoát được không? Có thoát được 1202 không ở bên phái sinh không? Thị trường đang hồi rất là tích cực, tất cả những cái DMI đang kéo xuống này. hai cái con nhà họ 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 vích nó làm cho thị trường giảm mất thêm mấy điểm. Sọt rồi.
lại sọt rồi, nhưng mà em nghĩ là cái nhịp này nó sẽ về 119, 1199 là sẽ bật ngược lại, 1199 bật ngược lại. Nếu không 1199 mà không bật ngược lại thì đội 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 long phải stop lốt đây rồi, cắt cắt lốt đây rồi, đội sọt nó tiếp tục sọt xuống. Nếu mà đoạn này mà không bật lên thì đội 1199 này hiện tại đang là 1199 chấm 2, mà không bật lên là đội long là phải cắt lốt. Đấy, tại vì nó đâm vào xuyên mây qua này thì nó lại quay trở về cái vùng 116 1196 ngay. Đấy. Sọt xuống rồi anh chị em ạ, sọt xuống rồi. Sọt một phát nó nhảy gáp về 1196 luôn. Anh chị em để ý. Sọt một phát nó nhảy gáp 1196. Phái sinh như này ghê thật, giết giết cả hai chiều luôn, giết cả long cả sọt luôn đúng không? Bán một phát ở cây này cái nhảy về 1196 này. Xong rồi mua long lên, mua long ngược trở lại này. Thì không biết là giai đoạn này là giết sọt hay giết long đi. Theo em là nó cây này khả năng là giết sọt thôi, cây này dụ cả khả năng là giết giết long thôi, dụ long mua lại, dụ long long mua lại ở đây để bật lên, nhưng mà khả năng như này là rơi tiếp rồi, dễ rơi tiếp rồi. Ok, chúng ta vừa đá qua phái sinh một tí. Đấy. Qua đá qua phái sinh một tí đúng không ạ? Quay trở lại thị trường nào. Bắt đầu là về 1177 rồi, 1177. Em vừa rồi là em đi trong khung 5 phút, đấy trong khung 5 phút thôi. Còn đến 2 giờ thì chưa chưa biết như nào, mình phải theo dõi liên tục đó. Thì phái sinh anh chị em vừa rồi em gọi là sâu cho anh chị em, ví dụ như đội này phái sinh ấy, nó đánh như nào, nó căn ke từng tí điểm một và nó long sọt đấy. Tại vì long sọt nếu mà anh chị nào bảo là cầm theo khung ngày thì em nói chung là phải bái sư đúng không ạ? Hồi trước có một số anh chị đánh theo khung ngày mà long sọt, mà gặp vào những cái pha điều chỉnh như này của thị trường mà đánh long sọt thì khả năng là cháy tài khoản. Đấy. Đánh này chỉ có người ta chỉ có long xuống, không ai dám à, chỉ có sọt xuống không ai dám long lên. Anh em tập thể đều sao đưa vợ đi cái bị vỡ ngỡ. Đi đâu anh, đi đẻ à? Đi đẻ không bị vỡ ngỡ. Khung H1 đang có nhịp hồi lên đúng không ạ? Đây là một nhịp hồi lên khung H1. Khung 15 phút vừa rồi của chúng ta về 117 1180 1179 1180, xong bây giờ đang có rút chân này. Lại hồi lên.
đánh thế này. Đấy anh chị thấy phe long phe sọt giết nhau. Lại về 1199 rồi. Lại về 1199 rồi. Lúc đến cái đoạn này thì cơ bản là nó lưỡng lự rồi. Đến Đoạn đoạn này này không. chỉ đánh bằng RSI là sống rồi. Ví dụ đội sọt mà cầm RSI ra đánh cái đoạn sideway này thì là sống. Đây. Bây giờ đội sọt. Đội sọt bây giờ sọt là gãy tay luôn. Sọt bây giờ mà gãy tay luôn. Sọt khi nó về vùng 1002 này thì sọt an toàn. Về vùng 1002 sọt an toàn hơn. Nó lừa lừa chỉnh ở đây xong lại kéo lên. BID hôm nay của chúng ta đóng góp 0,4 điểm này. SHB hôm nay tăng 1% này, xem SHB là bây giờ đang ở ở trạng thái nào. SHB hôm nay. SHB hôm nay bắt đầu là sáng khung ngày hôm qua. SHB giảm một thời gian đó, từ ngày 8 tháng 3 đến tận ngày 12 tháng 4 này. Nó mở ra một cái kênh vùng an toàn này, xong rồi tự nhiên này bị ăn ngay về cái nhịp điều chỉnh của thị trường rất là đen đúng không ạ? Đang tăng đẹp lên R1. Đang tăng đẹp lên R1 tự nhiên âm phát cây chỉnh quay trở lại nơi bắt đầu đó. Bây giờ SHB của chúng ta nếu mà anh chị nào mà tham gia rồi ấy, thì nó cứ gãy qua cái đường kênh em kẻ này này. Đấy, gãy qua cái vùng giá loanh quanh 11 này, 11.1 này là khả năng là nó mất kênh xu hướng, còn hiện tại vẫn đang nằm trên này thì vẫn nắm tiếp được. Đấy, bắt buộc là giá của nó phải phải nằm trên cái đường này nhá, thì nó sẽ dần dần nó tiến lên và nó quay trở lại xu hướng, còn nó gãy qua cái kênh này là khả năng là tiếp tục ấy. PB Bank này tăng 0,55 có anh nào vừa bảo này, anh Nguyễn Chánh Huy vừa có ôi VB Bank kìa đúng không? VB Bank thì xem nào, nếu mà chúng ta tính cả một cái giai đoạn này thì hiện tại VB Bank nó đang nằm ở cái vùng biên dưới của cái trong cái đoạn này đúng không anh chị em? Hiện tại nó đang nằm ở cái vùng biên dưới rồi, vùng này cũng có một cái lực đỡ đúng không? Đấy, các lần trước cũng vậy, cũng về vùng này lại có một cái vùng có một dòng tiền nó bắt vào tham gia vào. Nếu mà trong khung 5 phút của VBank này, trong khung 5 phút của VBank mà đánh qua được cái vùng nằm trên được cái vùng 18.2 này là ổn, mà kết phiên hôm nay nó đóng trên 18.2 28 này là ổn này. Đấy, vừa nói xong cái nó đánh qua luôn này. Vừa vừa đánh, vừa nói xong cái nó đánh qua luôn. Nếu mà đánh qua được cái vùng này như này thì khả năng là
Nó sẽ tiến về các vùng S1 của chúng ta là vùng 18.4, 18.5. Đấy, nó phá vực được cái vùng cản này là nó tiến, nó đi lên thẳng vùng 18.4 luôn, 18.45 luôn. Anh Nguyễn Đức Duy này, sợ hãi tốc độ đi lên nào? Sợ hãi tột độ thì đi lên nào đúng không? Ok, nó lại đòi tiền rồi. Chưa, nó có một nhịp hồi rất là ok nha anh chị. Đại đã giảm còn có 10 điểm thôi. Số cổ phiếu đã xanh lại trở lại rồi. Ok, 15 phút nữa chúng ta lại phải đổi phòng zoom rồi. Anh chị em nào mà bắt được cái vùng dưới là rất là ok. Chạm về 14.45 rồi anh chị em nhá. VPBank đã chạm về 14.45 rồi nhá. Thì mình theo ấy thôi, mình theo cái gì nhỏ, cái hôm qua em vạch ra rồi. Anh chị em nào mà hồi nãy bắt cổ đất ở đáy thì giờ đã cộng 6% luôn. DG còn giảm có 1%, Novaland còn giảm có 1,33%. Cuối chốt phiên sáng là nó đang giảm 5-6%. Những anh chị nào mà cái nào ở cái tài khoản mà đang nắm giữ một số cái cổ phiếu mà cái vị thế của mình đang âm dưới 7% ấy, thì đây là cơ hội anh chị có thể là giảm tỷ trọng đâu đó, nó hồi phục được khoảng 4 đến 3,5% được một nửa rồi, thì mình có thể giảm tỷ trọng, trong cái giai đoạn này. Còn anh chị nào mà đã lắp mà đang cái khoản đầu tư anh chị đang thua lỗ trên 7% đấy, 10-15% ấy, thì anh chị như em đã tư vấn rồi ấy, là anh chị có thể tham gia T0 trong phiên sáng ngày hôm nay ấy, thì nó có pha những pha như cuối phiên sáng chẳng hạn, hoặc đầu phiên sáng nó bị quay trở về cái vùng giá thấp ấy, hoặc những cái vùng hỗ trợ ấy, thì anh chị có thể nhặt vào để phiên chiều nó có nhịp hồi lên như này thì mình giảm tỷ trọng ra ấy. Thì cái hàng mình tham gia vào T2,5 ấy, sau khi một hai phiên nữa hàng nó về ấy, thì nó cũng đang ở một cái vùng giá tốt hơn rồi, đến lúc đấy anh chị em sẽ tính toán giảm thêm. À, còn hiện tại trong phiên chiều ngày hôm nay nhá, anh chị nào mà đã không mua được để trung bình giá rồi thì mình chấp nhận là hồi lên thì mình phải giảm thôi. À, em đã tư vấn cho anh chị và để lại tin nhắn trong Zoom ấy, thì anh chị đọc lại giúp em nhé. Bên long họ đã đang có vẻ như là chốt cho chốt hàng rồi anh chị em ạ. Chốt 7 điểm rồi, chốt 11 điểm long rồi.
Bên long hiện tại từ cái lúc mà 1197 đúng không ạ? 1197 mà nó về được cái vùng 1208 là 11 điểm rồi anh chị ạ. Bên long đã chốt ở 1208 là họ vừa rồi nhịp vừa rồi là ăn được 11 điểm rồi. Đúng không ạ? 1197 lên 1208 11 điểm rồi. Họ chốt xong cái anh chị em thấy VN30 F1M của chúng ta nó đang bị điều chỉnh xuống. Hiện tại đã có 92 mã xanh, 401 mã giảm. Thì không biết là phiên chiều nay sẽ kéo được lên bao nhiêu mã. Mong là sẽ hồi phục được càng cái số do mã xanh này hồi phục càng nhiều càng tốt à. Thì giúp các anh chị nào đầu tư trong giai đoạn này có một cái vị thế an toàn hơn à. Hiện tại nước ngoài của chúng ta tính đến thời điểm này đang mua dòng vào 476 tỷ đúng không ạ? Mua lại với DG này GEX này, HPG này, HPG, VIX, VND này, VND này, VCI này, mua vào thép này, dầu khí này, thép, xem là có mua vào đạm không, mua vào GMD là cảng này. Tự doanh xem nào, tự doanh hôm nay đang khá là rén luôn. Cả ngày hôm nay thì tổng giá trị đang bán dòng nhẹ là âm 29 tỷ, là 29 tỷ này. Sáng nay là mua dòng vào là 124 tỷ, bán ra 153 tỷ. Hiện tại đang bán dòng 29 tỷ. Thanh khoản hôm nay lỗ tương đối là cao nhưng mà chủ yếu là đến từ các anh chị nhỏ lẻ kiểu là dạng trung bình giá mua vào bán ra mua vào bán ra Đánh từ không em, nay đánh à. từ không, sáng giờ đánh từ không, các má anh nó có sẵn tải được mấy phần trăm ít Anh tê không như kiểu là phái sinh long sọt thì sáng nó nằm sàn gần hết, đi lăn ra à. sàn thì chạy ra mình mua những cái hàng mình có sẵn thôi, chiều hàng về là mốc là bán thôi nè. Một số con anh đánh con nào cũng ăn được mấy phần trăm, 2-3%, con ít nhất là hai. Còn DG ăn được ba, nó mới lên ăn được ba, S ăn được hai, chung ăn ít bù lại cái lỗ chứ. Riu ăn được hai, đã về đến cái vùng này thì anh không ngán nữa rồi, vùng 1157, 1164 đó, về gần tới nằm cứ gần nằm sàn là anh múc thôi. Chúng mà xử lý trước 2 giờ, 2 giờ lỡ con mặc in lại mở mồm. Tí hồi 2 giờ mà nó lại lăn ra sàn thì mình lại mua lại, hết lại ngon. Đánh vòng vòng đi vòng lại mấy vòng là hồi bây giờ lãi luôn chứ. Đang chờ nó lăn ra sàn để mua lại. Rồi, gần tới 2 giờ, gần tới giờ giờ vàng rồi.
anh mẹ cho em hỏi chút, mà ví dụ như là hàng mình mua ngày 16 á, mình mua ngày 16 tháng 4 ấy, thì hôm nay là về chưa, nó có tính cái phiên nghỉ ngày hôm qua, Có chứ, tính nghỉ chứ. nó tính nghỉ đúng không, Hôm nay về mà. nó Mấy tính con cả, hàng nó tính cả phiên ngày 18 đúng không, không, nó không tính. Anh nó không tính nói ngày phiên. là tính T1 rồi, à T0 rồi. 17 là T1, hôm nay là T2, hôm nay là về rồi, chiều hôm nay là về rồi. Nó trừ ngày nghỉ. Thì hồi thị trường có một nhịp hồi rất là kinh khủng, hồi gần 20 điểm, hơn 20 điểm chứ, từ 1165 mà lên 1188, 23 điểm. Hôm nay mà xanh chín nó mới hai là 20 lạ. Hết 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 phiên em lập và mở cái ấy rồi mới. Dạ. À, một cái nhưng mà sao hết tuổi đúng không anh? Đúng rồi, 1 phút. Nó lần trước đang thanh toán dở cái kia. Anh chị em đợi em một chút nha. Vừa rồi đang thanh toán cái gói kia thì nó hết hạn. Anh chị em đợi em một chút. Ok. À, cái này hết rồi.
Ở chúng ta thấy là có 117 mã xanh rồi. VN-Index của chúng ta lên hồi lên được 1189.9, 1189.9. Phái sinh lại quay về 1208 rồi. Đó, phái sinh lại quay về 1208, 1209 rồi. Ok. Đấy, thì chúng ta sẽ đi xem lại xem một số cổ phiếu của anh chị em hỏi trong cái giai đoạn nào vừa rồi đã về được những cái vùng hỗ trợ chưa anh chị em nhé. Em xem nào. Có anh chị em nào. Luôn rồi anh chị, rất là khủng khiếp anh chị, mà hôm nay là bắt sàn ở những cái cổ mà dưới là hôm nay lãi hẳn 7%. Đấy, mua vùng giá điều chỉnh thấp với phiên sáng T0 thì hôm nay chúng ta hai đầu cũng được phết đấy. Đỡ đỡ được bao nhiêu? Kinh khủng. Đây là VX chứng này. khoán, mấy chứng khoán sẽ chia sáng sàn luôn đó. CDS sáng sàn luôn. À, VX đúng không ạ? VX. VX sáng nay có anh hỏi về cổ phiếu này. Đây thì hôm qua có anh gì nhỉ? Anh Hoàng Văn Hương, không biết anh có trong Zoom không? Hôm qua anh hỏi cổ phiếu này. Hiện tại bây giờ nó đã về được cái vùng sáng nay về được 16 chấm gần 16.3 đúng không? Gần 16.3. Đâu 16 chứ 16.05, 16.05. À, về bây giờ nó đang hồi lên rồi, nó đang hồi lên rồi, chúc mừng anh. Mà tham gia được trong giai đoạn này mà tham gia được thì cũng đã giảm được tỷ trọng rồi. Bây giờ là lúc để mình cần canh giảm tỷ trọng. Còn cổ phiếu nào nhỉ? Cổ phiếu nào đây? Cổ phiếu Novaland xem nào. Novaland hôm nay nó lại không điều chỉnh, sáng sáng nay Novaland nó cứ giữ vững ở trên cái vùng này đúng không ạ? Novaland sáng nay nó cứ giữ vững ở trên cái vùng này đúng không ạ? Có lúc nó về một vùng giá loanh quanh 14. 13.8 đến 14. Đây thì hôm qua có anh chị anh hỏi về Novaland này. Đây, có anh chị hỏi về Novaland đang cầm ở vùng giá 18.2 vẫn đang còn 50% NAV xử lý như thế nào? Thì em có hỗ trợ cho anh chị là giải ngân 25% này khi về 13.7 đến vùng giá 14 này, nếu mà nó về được cái vùng giá đấy thì giải ngân này. Nếu có một nhịp hồi về vùng giá 15.5 đến 15.8 giảm tỷ trọng 25%, không biết anh có đang tham gia buổi live ngày hôm nay hay không. Còn sáng nay thì nó đã về loanh quanh 14 rồi. Bây giờ mới về tham chiếu thôi. Đó. Kỳ vọng là nhịp này nó về được vùng giá 15.5 này thì giảm tỷ trọng là ok hơn. Nè, đây là cái giai đoạn mà anh chị nào mà muốn giảm tỷ trọng và kỹ thuật phải nhanh nhá, thì có thể là đánh T0. Đấy, bắt ở những cái vùng như này.
Vì đây của chúng ta hiện tại đang là 1185 rồi, còn 20 phút nữa chúng ta sẽ kết thúc phiên. Rất mong là phiên ngày hôm nay đóng một cái nến xanh. Để cho anh chị em dễ thở hơn chút. Kích nó về, hồi về được vùng 21 là đẹp. Kích nó về được vùng này thì là đẹp. Nhiều anh chị cũng đã mắc vào kích thì về được vùng 21 là đẹp. Mình đang full NAV đây. Say sóng lắm rồi mà vẫn đang cố gắng chờ nhịp hồi. Full NAV nghĩa là đang cầm tiền mặt thì ngon rồi gì nữa. Full LAV là đang đang cầm tiền mặt hay là full cổ anh? Em không rõ. Full LAV là full tiền mặt thì sao sao phải say sóng nữa. Trời. Full cổ à? À, mua full cổ rồi à? Chết chết thật. Anh hình như anh Vũ Lê cũng ở trong Zoom rồi mà mà em đánh em dọa như thế mà anh chị em không trong giai đoạn vừa rồi không giảm tỷ trọng đi. Ôi rồi gì anh chị em cứ trải nghiệm đi, anh chị em cứ trải nghiệm trong Zoom VIP đi đấy, một thời gian ok thì anh chị em có thể trở thành khách hàng của em Hiếu. À, một khi đã trở thành khách hàng rồi thì chắc chắn là em sẽ phải gọi đốc thúc anh chị em, chứ không thể để cho anh chị em này 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 để một cái tỷ trọng như vậy được. À vâng. Vâng. Ok. À hôm trước anh Vũ Lê bảo là hôm ấy đi có việc xong tối về nhìn thấy giảm 60 điểm. 60 điểm đúng không? Choáng váng, đơ đơ, đầu đơ đơ. Đúng không em nhớ anh hôm trước anh có chia sẻ thế. Thị trường là giảm lại rồi nha mọi người. Có một cái nhịp hồi lên để mà bán đấy. Nhịp hồi lên là bán, không bán nó là giảm nha. Thôi thì mình chạy chậm nên mình bán trước. Anh chị em chạy nhanh thì bán sau nhá. Nó vừa thấy nó giật lên 1208 xong nó kéo xuống xong rồi nó lại giật lại một lần nhịp 2. Giật lên được 1211 nó lại kéo xuống. Đội đội đánh long sọt trong giai đoạn vừa rồi chắc là thường là trong những giai đoạn kiểu như này ấy, thì gọi là người làm gọi là đánh theo những cái khung RSI thì may ra mới ăn được long sọt thôi, chứ còn không thì và trong này bẫy tâm lý là cắt lỗ hết, long sọt là kể cả hai đầu luôn đấy. Lúc nó đánh xuống 1204 xong rồi sọt tiếp xuống lại đánh lên 1211 cắt lốt xong rồi bắt đầu lại sọt xuống đấy, bây giờ lại kéo lên đấy. Đội nào mà đánh long sọt trong nhịp này chắc là hoảng luôn, hoảng loạn luôn, thị trường nó quay cho lên lên xuống xuống. Lại kéo lên rồi anh chị em ạ, lại 1209. Đợt tháng 8 năm năm vừa rồi để em xem nào, các để em mở màn hình to cái, màn hình này nhỏ quá chẳng nhìn gì. Ok, bây giờ nhìn rồi, đợt tháng 8 năm rồi trải nghiệm. Năm rồi có trải nghiệm rồi nên là cũng đỡ tâm lý hơn. Tháng 8 vừa rồi à, à cái nhịp đấy à. Wow.
Nói chung là chúng ta sẽ gọi là trải nghiệm, mà chúng ta có kinh nghiệm, có trải nghiệm thì chúng ta sẽ bớt tâm lý hơn, bớt thôi anh chị em nhé, nó chỉ là bớt thôi. Còn đâu kể cả những người đánh lâu năm mà vào những cái pha quyết định đều đều tâm lý hết, kể cả long shot. Tại vì nó vẫn có xác suất, nó vẫn vẫn có xác suất là nếu mà đúng 100% chắc chắn ăn 100% thì đã giàu hết rồi. Đúng không ạ? Nói chung là biết đủ là đủ. Đúng không ạ? Đến một lúc nào đó anh chị sẽ thấy cái khoản lợi nhuận của anh chị ấy nó phụ thuộc vào cái kinh nghiệm của anh chị thôi. Ví dụ như có những anh chị nhá, anh chị em sẽ để ý này, mà mình thử nghiệm ngẫm xem có đúng không nhá. Có anh chị nhá, liên tục đánh được 5 đến 10%, liên tục tìm được điểm mua và ăn được 5 đến 10%, nhưng mà kỳ vọng cao hơn, kỳ vọng mình muốn được 15%. Đấy, xong cuối cùng là nó quay đầu giảm, nó quay đầu giảm về về không, xong không bán rồi xong cắt lỗ. Đấy, có những người thì lại đánh vào lệnh hay được có những cái mã được 15% 20%, nhưng mà vẫn cũng gọi là kỳ vọng cao, muốn là ăn 30 40% như người ta. Đấy. Đấy. Tùy từng vào phát phong phong cách đánh của mỗi người sẽ có một cái biên lợi nhuận khác nhau anh chị em ấy. Anh chị càng già rơi trên thị trường chứng khoán thì sau này anh chị sẽ càng mở rộng được cái biên lợi nhuận của anh chị em ra. Còn anh chị mới tham gia ấy, thì tốt nhất là ví dụ như anh chị được khoảng 10% là anh chị nên đấy. Tại vì em cá là nếu mà anh chị tham gia kiểu theo kiểu dạng FOMO ấy, thì gần như mà anh chị mới tham gia trên thị trường thường tham gia kiểu FOMO, mà đã FOMO thì không bao giờ có một cái vùng mức giá tốt đâu, mà cái vùng mức giá của anh chị thường là đến lúc về chạm ngưỡng cản rồi những cái vùng đấy thì anh chị cũng loanh quanh khoảng 10%. Những người mà người ta biết về phân tích kỹ thuật, người ta có kinh nghiệm hơn, người ta sẽ đạt được thêm khoảng 5% so với anh chị, lúc đấy người ta chốt rồi, nhưng mà mình vẫn kỳ vọng là 15% như họ thì khả năng mình lại thành công cốc về mo. Nên anh chị lưu ý với em. Nên là trong giai đoạn này mà anh chị mà tham gia đặt được lệnh, mà những cái lệnh tầm khoảng em thấy 10-10% là khá là êm rồi, anh chị em nên 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 chốt nhé, nên chốt. Đấy. Còn tùy thuộc vào ấy, em nói về về mặt trung bình thôi chứ không phải là tất cả. Đấy. Có những cổ phiếu nó vào sóng nó có thể đi xa hơn, nhưng mà em đang ý em là như vậy. Ý em là anh chị nào mà tham gia kiểu dạng là xin ba chữ cái và có một cái người người ta cho tín hiệu ấy, ấy thì anh chị phải cẩn trọng với cái việc là mình tham gia có đúng được cái vùng giá hay không, hay là lúc mình nhận được cái tín hiệu ấy thì giá đã chạy rồi, thì anh chị phải phải ước chừng là ví dụ như target của họ là 15% thì mình tham gia vùng giá này thì mình chỉ target của mình là 10% thôi. Đấy, còn mình biết mình còn chốt. Trường đã tích cực hơn khá là nhiều rồi. 126 mã đang đang tăng giá nhé. Số mã giảm giá rút ngắn xuống còn 373 mã.
Thị trường họ giảm đó rồi, cứ lên rồi giảm, lên rồi giảm. Nói chung mình thoát sớm, mình đi chậm nên mình đi thoát sớm, mình chạy chậm, mình thoát sớm, mình còn dép anh kìa. Còn anh chị mà thấy nó hồi lên gần xanh, các anh chị cứ thấy hồi gần xanh, anh chị ngồi chờ cho nó hồi xanh luôn ấy, thì nó là giảm đấy. Nên là mình cái này cái thị trường này á, mình đánh mình có kinh nghiệm một xíu á, là mình thoát được rất là nhiều cái pha nha anh chị. Chẳng hạn như hồi cuối phiên sáng ấy, có một số anh chị nhà đầu tư hỏi em á là giờ có nên, nên chốt hay bán cắt hay không, em nói là không, tại vì cái vùng 1160, 1157, 1165 đấy, 64 đấy, em có nói trong cái phiên buổi sáng đấy, là em nói là cái vùng đó là vùng em mua thêm chứ không phải em bán, mà giờ cái thị trường nó đã về đâu đó là 1116 mấy đấy, 1166, 67 đấy, thì em nói là anh chị mua thêm thì mua thêm chứ không bán. Nếu anh chị xử lý cái hàng mà hàng trong phiên đấy thì anh chị sẽ mua thêm được ở cái phiên đầu, phiên chiều và bán ngay lúc trước 2 giờ, em nói thẳng luôn. Tại vì 2 giờ cái khả năng mà nó call và khi là có, thì mình cứ thấy mà có cái rủi ro thì tốt nhất là mình cứ bán trước đi. Mình đi chậm mình đánh, mình chạy trước thì đâu đó cũng lãi được một ít rồi đấy, trong phiên lãi là một ít trong phiên, ngay trong phiên luôn. Như cái hồi nãy cái thị trường mà nó hồi còn có 1-2 điểm đấy, lên 1180 đấy, à, lên hồi được 23 điểm em nói đó, là thời điểm đó là em đã bán hết rồi, bán cái hàng tay không hết rồi. Cho nên là cái kinh nghiệm mà mình đánh trong cái thị trường này á, mình phải có cái trải nghiệm nha anh chị. Trong cái thị trường chứng khoán này á, anh chị em đừng có thấy là cái người nào mà giao dịch cứ lâu năm nha là kinh nghiệm nhiều không đâu. Người ta lâu năm chưa chắc người ta đã kinh nghiệm nhiều đâu, người ta phải gọi là cái này, cái thị trường này là phải trải nghiệm nhiều, gọi là trải nghiệm nhiều thì mới có kinh nghiệm nhiều nhé. Trải nghiệm nhiều như người ta đánh 20 năm thật đấy, nhưng người ta đánh xong người ta mua cổ xong người ta tắt app đi, tắt app là vứt đấy, một năm sau người ta mua coi lại, hay là hay là người ta mua xong người ta không không quan sát thị trường á, không cảm nhận được cái thị trường nó vận hành nó chạy như thế nào á, thì em đảm bảo không có kinh nghiệm đâu. Đừng nói ừ anh mày đánh đánh 15 năm mình mẹ chú mày mới vào được 4-5 năm mà tết tết cái mồm không có đâu nha anh chị. Em 4-5 năm nhưng mà em thực hành thực chiến ở trên cái thị trường forex á, một 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 ngày của em á, nó bằng một tháng của VN-Index á, em nói thật, một ngày của forex á, tại vì một ngày nó chạy nhanh lắm, nó chạy khủng khiếp lắm, nó không có chạy như bên mình đâu. Nó chạy một phát thì anh chị có thể luyện kỹ thuật ở trong thị trường forex á. Em không phải nói là hay nhưng mà ý là mình nên nên nếu mà mình đã xem nó như một cái nghề nghề tay trái hay tay phải gì cũng vậy, thì mình phải gọi là phải nghiên cứu chuyên sâu, mình phải đọc sách, đọc kiến thức và những cái kinh nghiệm cũng như là những cái gì mà mình thấy hay, thấy 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 mà nó bổ ích á, thì mình nên ghi lại. Em đã nói anh chị đấy, mình nên có một quyển sổ mình ghi lại những lúc mình sai, để chi cứ ngày nào mình cứ hôm hôm sau mình đọc lại ngày hôm trước coi là mình sai chỗ nào đấy, hôm sau mình đọc lại hôm trước coi là mình sai chỗ nào, thì bắt đầu từ 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 tự mình sẽ học được cái kinh nghiệm của từ thị trường thôi, từ chính bản thân mình chứ chẳng cần phải thầy nào đó. Chứ còn anh chị á, em nói thật anh chị mà đi học mấy khóa trên 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 thị trường á, không có ai nói về thực chiến đâu. Em đi em hồi hồi mới tham gia em học rồi mà em biết mà, họ cứ nói chung 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 á, để họ kiếm thêm những cái khóa khóa khác, nghĩa là khóa này ở chị chưa hiểu đúng không đấy, thêm một khóa nữa nha, một khóa nâng cao chuyên chuyên cao chuyên lên chuyên nghiệp hơn, chuyên môn hóa lên nó kiểu ấy, là lại mất tiền 5-7 triệu mà thực tế vô chả áp dụng được cái gì vô trong cái thị trường này, chẳng có gì bằng mình tự học từ chính mình. Em nói thật cái kinh nghiệm chẳng có gì mà tự học từ chính mình hết, mình cảm nhận thị trường. Mẹ mấy thầy mà dạy em mới thật, mấy thầy mà dạy mà kiếm được tiền trên thị trường mới thầy chẳng đi dạy đâu, em mới thật. Anh chị có thể đi học ở trong đại học kinh tế, anh chị có thể vào hỏi mấy cái thầy mà dạy về 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 đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh á, anh chị có thể hỏi mấy thầy về 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 chứng khoán á, coi mấy thầy có đánh thắng không, em nói thật thua hết, thắng thì chắc là tỷ lệ thấp lắm, em nói thật. Ngày xưa nhà em có đứa nó hỏi trực tiếp mà hỏi thầy có thắng không, thầy sâu tài khoản cho em coi luôn có thắng không, đố này này em sâu, em nói thật không phải là cứ đi dạy nhiều là họ đánh thắng được đâu, quan trọng là cái trải nghiệm của mình trên cái thị trường đó, nó quan trọng lắm. Cho nên là anh chị em quan trọng cái trải nghiệm của mình để mình thoát được những chỗ nào, mình né được những chỗ nào, mình dùng kỹ thuật cũng là chỉ là cái chỉ báo để mà mình xác định cái phương hướng tiếp theo của thị trường thôi, chứ còn mình dùng kỹ thuật không phải là dùng để mình phán được là nó đúng chạy ra hướng này hay hướng kia, mà chỉ có xác suất thôi. Cái thị trường này mà đoán đúng 100% thì em bán nhà em đi rồi em chẳng ngồi đây em nói chuyện với anh chị làm gì. Thế là thị trường này mà nó mà dễ thì anh em đi bán nhà đi đầu tư hết rồi,
mà cũng chưa đến chưa lượt anh chị nhà, dòng họ gia đình nhà em chưa cho đầu tư hết đó, cho nên là cái thị trường này em mình chỉ là dự báo được cái khả năng cái rủi ro của nó ở cái vùng nào là cao hay là cái rủi ro cái tỷ trọng của nó, ví dụ như là xác suất của nó khoảng 60 70% nó sẽ sập hay là 80%, có các những cái chỉ báo tín hiệu nào nó dự báo cho là cái rủi ro thì mình thoát hàng mình giảm thôi, đó là những cái mình cần tư vấn thôi. Cái thị trường này mới nói là cái quản trị rủi ro nó quan trọng lắm, quản trị rủi ro và quản trị vốn nha anh chị. Anh chị thì đi lệnh đi vốn đó, rất là quan trọng. Ngày xưa lúc mà em mới tham gia thị trường đâu đó em cứ đi lệnh lần nào cứ vào là em quất 100% hết, cứ thấy đỏ là em mua 100%, thế ngày 2 3 hôm sau nó lại sàn cho 2 cây nữa, thế thôi lại gồng gồng nha, lúc đó là gồng nha chứ không có lỗ đâu, tại điểm mới á là gồng gồng hết lãi. Mình cứ nghĩ là ừ, thôi cái tiền thị trường ví dụ như trong cái phiên nó hồi 4 5% không, thôi gồng tiếp đang ngon mà đang hồi mà, nhưng cuối phiên đạp ATC nó đạp đỏ hết. Anh chị cảm nhận đánh một thời gian là anh chị cảm nhận được cái thị trường, giả dụ lúc đó nếu mình bán á, là mình đã lãi được 4 5% rồi, cái mình nấn ná mình chần chừ, cái cuối cùng đó là nó sập luôn, nó đạp sàn luôn. Anh chị cứ để ý cái thị trường hôm nay đâu rồi, đó là giảm 15 điểm rồi. Anh Vũ Lê có một câu em thấy rất là đúng nhá, anh chị em nào mà mới tham gia thị trường thì có thể là tham khảo. Vì chuẩn là có mình có về phân tích kỹ thuật, mình có về đầu tư giá trị cơ bản. Đấy. Nhưng mà mình phải phải chuẩn về cái tâm lý, đấy, phải chuẩn bị cả cái tâm lý nữa. Kinh nghiệm đấy, gọi là cái kinh nghiệm của mình đấy anh Vũ. Anh chị nào mà tâm lý kém ấy thì thực sự là không nên tham gia vào cái kiểu dạng ngắn hạn anh chị em ạ. Nếu mà tâm lý kém thì không nên tham gia ngắn hạn và không nên tham gia những cái cổ phiếu, nói chung là nó có tính FOMO trên thị trường, có cái tính lên xuống. Đấy, thì anh chị em phải phải biết mình đang đầu tư theo cái phong cách nào. Đấy, tâm lý của mình, ngưỡng tâm lý của mình nó như nào. Đấy, tâm ngưỡng ngưỡng tâm lý mà thấp, đấy, không chịu được áp lực cao thì tốt nhất là lên những tìm những cái cổ phiếu nó an toàn. À, những cái nhóm ngành nó an toàn. Đấy. Nó nói là an toàn thôi, an toàn hơn so với những cổ phiếu còn lại thôi, còn thực sự tất cả các cổ phiếu trên thị trường nó không có cổ phiếu là chắc chắn là an toàn 100% cả anh chị ạ. Không có cổ phiếu nào, ví dụ như Vinhome nhỉ. À, một thời thì lừng lẫy, hay là MBFG cũng một thời 110, 120, những công ty đầu ngành về bán lẻ, những công ty đầu ngành của Việt Nam thôi, đi đâu cũng nhắc đến. Nhưng mà đây trong giai đoạn vừa rồi ấy, gần như là bê bết bết của thị trường luôn đấy, thì anh chị em phải cẩn trọng, vì mỗi công ty nó cũng có chu kỳ anh chị em ạ. Có anh chị em để ý chục năm về trước có những công ty rất là nổi tiếng, xong rồi đến hiện tại thì không còn trên thị trường nữa đấy. Có những công ty nó có chu kỳ, công ty nào mà lâu năm thì ví dụ như Vinamilk đấy, nó bền vững. Còn có những loại công ty nó thì 5 năm 10 năm nổi lên xong rồi lại 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 biến mất. FLC là một ví dụ đấy, thì anh chị em phải lưu ý nhá, anh chị em phải lưu ý đầu tư đấy, kể cả đầu tư lâu dài, đầu tư giá trị cũng cần phải, cái gì cũng có rủi ro hết, cũng cần phải cẩn trọng. À. Đội VBM30 F1M nó quay cho đội long sọt như trong trắng luôn. Lúc lẽ 1197 mở lệnh long lên đúng không? Lên 11 12 1212 à? 1212 đánh đánh lại đánh giật xuống. 1212 lại đánh giật xuống, đó. Đánh Ăn giật hết. xuống. Khối lượng tính đến thời điểm này hiện tại đang là 22.000 tỷ đồng của anh chị em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ vào phiên ATC.
đóng phiên khớp lệnh của chúng ta vào ATC thì hiện tại chúng ta thấy là 99 mã tăng giá, 398 mã giảm giá, 49 mã tham chiếu. CTS sàn. Xem CTS nào. CTS hôm nay mở gap một phát là nhảy xuống vùng 36 rồi. Nhảy gap phát xuống vùng 36. Xong rồi sáng kéo lên vùng 37.2, cuối phiên kết thúc phiên thì lại về giao găm 65 vùng 34.8. Đúng không? Đi như tàu lượn. Anh Vũ Lê xong đã cắt 40% trước khi quá muộn. Xem một số cổ phiếu dạo gần đây gọi là kênh giá khỏe, xem nó có bị cắt không. Cổ phiếu gì ta? VGS xem nào. VGS cũng kênh khỏe, hôm nay cũng gãy rồi. Hôm nay cũng đã gãy rồi anh chị em ạ. VVS xem nào. VVS thì vẫn kiên cường bất khuất, vẫn đang nằm trên kênh xu hướng tăng anh chị em ạ. Hôm nay thị trường có giảm nhưng mà nó là nhóm ngành dầu khí nên là nó cũng có cái kỳ vọng trước mắt. Đấy, có kỳ vọng trước mắt. VVS của chúng ta đang nằm trên gọi là ngưỡng cửa thiên đường hoặc địa ngục này. 38.5. Kênh xu hướng của cái cổ phiếu này là 38.3. 38.3. Bên dưới chúng ta thấy có giao găm 129 đỡ là vùng 37.6. Đấy. Dưới nữa là giải Bollinger Band 37. Đó. Đấy. Đúng rồi. Chơi món này luyện tâm lý đúng không ạ? Cũng còn cái không còn cái gọi là hoảng loạn nữa. Sau này anh chị sẽ hỏi là anh chị có nhớ cái lần đầu tiên anh chị mất tiền không? Trên thị trường chứng khoán nó cảm giác như nào? Mất số tiền lớn nha chứ không phải mất một số tiền nhỏ. Đấy. Thì lúc đấy anh chị lại lại phải biết phải gọi là cảm ơn cái lúc đấy mình mất tiền, cảm ơn cái cảm xúc lúc đấy mình mất tiền, cái thời gian đấy mình đã cảm ơn chính mình ấy đã tham gia vào thị trường chứng khoán sớm hơn. Tại vì em biết là có những cái nhà đầu tư ấy, họ 40 50 tuổi họ bắt đầu họ mới tham gia đầu tư và họ mới bắt đầu biết đến chứng khoán, họ bỏ một cái số vốn đâu đó khoảng 40 50 tỷ cái giai đoạn uptrend đợt năm 2021 2022. Giai đoạn đầu họ có thể là kiếm vài tỷ rất là đơn giản với họ. Nhưng mà cái thời kỳ mà bắt đầu nó downtrend và cái thời kỳ có một số nhà đầu tư vào bắt đáy cả FLC nữa cơ. Bỏ 40 tỷ ra vào mua bắt đáy FLC cuối cùng bây giờ mất hết, nhà cửa mất hết. Đấy. Thì anh chị em phải cảm ơn trong cái giai đoạn mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn NAV mình còn vẫn còn ở mức vừa phải thì mình tham gia vào sớm. Đấy. Những cái pha mà mình bị điều chỉnh, những pha mình mất tiền đây đây là những cái bài học, đây là những cái gọi gần như là cái bỏ tiền để đi học ấy. Đấy, chứ sau này về 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 xế chiều rồi mà bắt đầu mới bước vào thị trường chứng khoán là lúc đấy khổ nữa, gần như làm lại cuộc đời rất khó. HPX ạ. Kiểu HPX. Nó đoạn À, ở. Hiếu để xử lý cho anh à Hiếu ấy nhá, anh bốc ATC đấy. Dạ vâng ạ.
lâu rồi đúng không? Lâu rồi chúng ta mới thấy được những pha ATC nhà, để em xem nào. Ví dụ ATC mà khối lượng bên bên bán ấy mà nhiều hơn khối bên, bên người mua ấy, khả năng đặt là sẽ được cái giá giá sàn đấy, khả năng sẽ được cái giá sàn này. Đấy, trong phiên không có giá sàn đâu nhưng mà có khi vào ATC này biết đâu lại đặt mua được cái giá sàn. Với nhịp vừa rồi mình cũng dự đoán là nếu mà nó có điều chỉnh thì khả năng nó về MA20, nhưng mà ai ngờ nó lại dính thêm cái pha ngày mùng 9 tháng 4 bắt đầu VN-Index bắt đầu pha điều chỉnh. Không biết là anh Vũ Lê cắt ở vùng giá bao nhiêu? À, nếu anh chị em mà chơi này thì phải sử dụng những cái tín hiệu này này thì mới chơi được. Những con cổ phiếu này mới giai đoạn vừa rồi nó mở được, nó được mở cửa để quay trở lại giao dịch nên là nó chưa có dữ liệu của MCDX, nó mới chỉ có RSI với cả ấy thôi. PG, PX. Cổ phiếu này cũng ảo thật sự luôn đấy. Lúc lúc nó đi phi lên, đi lên nhảy đúng không? Xong rồi nó cấm giao dịch. Đấy. Đến lúc mở giao dịch ra cái lại tăng 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 lên, xong nó bắt đầu điều chỉnh. Anh em mình lần sau lấy lé mấy cổ phiếu kiểu này, nói chung là những người mà ăn được cái cổ phiếu này ấy, thì khả năng là số rất là nhỏ trên thị trường, đa phần là người trong công ty là chính, chứ làm gì có chuyện là để nhỏ lẻ bên ngoài xã hội ăn được. Em nói thật, còn những người mà tham gia vào thì là số rất nhỏ, may mắn gọi là may mắn, còn đa phần là cuộc chơi này nó rủi ro. Cổ phiếu này ấy nhỉ, tin tức đưa ra như thế nhưng mà giảm thì cứ giảm thôi. Hai giờ 40 phút rồi anh chị em ạ. Hãy
Xem TCH nào, hôm nay đang thấy giảm 4%. Gãy kênh xu hướng. Hôm trước mới khen xong. Hôm trước mới khen cái đội tạo lập của TCH này, nó gọi là gì nhỉ? Lì đòn. Cố gắng giữ được ở trên cái vùng giá, trên cái kênh xu hướng. Mới khen xong. Thì cỡ nào thì thị trường đi như thế này thì cũng gãy. Ở đây gọi là cái gì, cho mày lì cỡ nào thì anh đánh cho mày gãy luôn, khỏi lì. Con gì con lên Việt Postbank cũng vậy, lì mãi lì. Nhưng mà hôm nay hồi nãy thấy giảm sâu mà nay lại kéo lên gần 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 tham chiếu rồi mới ghê chứ. Hồi sáng thấy anh thấy nó giảm tới 4%, gần năm năm phần trăm nhé, nên Việt Postbank á, mà giờ nó tham chiếu lên là thấy khủng khiếp ấy. Đúng là con này khỏe thật đấy. Đây nay trụ đạt quá. Cuối tuần rồi mà cho anh em nhà tư đó được hôm nay. Ôi cổ phiếu này gọi là gì nhỉ? Mua kim đáy bể đấy, trong trong hàng ngàn mã thì riêng cổ phiếu LVB của chúng ta khỏe thật. Đúng không ạ? Thật sự luôn. Hôm nay thì nó đã tiến về vùng R2 này, cái vùng R2 là cái vùng gọi là, nói chung là cổ phiếu này giai đoạn vừa rồi cũng kiểu ngoài kia sóng gió nào kệ, tôi vẫn đi. Ghê thật. Ngoài Vừa kia cạnh rồi điều vẫn chỉnh thành và điều chỉnh nó chỉ vẫn về cái vùng ấy thôi nhá, vùng cái vùng R1, cái vùng tích lũy này nhá. Điều chỉnh hôm nay điều chỉnh cũng chỉ về loanh quanh vùng này thôi. Đấy. thị trường 5 phiên, 5 phiên giảm 100 điểm mà nó tăng 10%. Dã man tàn bạo luôn. Một mình anh có chấp hết. Người chết hết. Xem nha anh em mình xem, có khi này đây lại trở thành cổ trú ẩn đấy anh chị em ạ. Đâu, Một khá nhiều người vừa mua con này đấy, khá đây. nhiều người cái cây giảm á, cái cây lên 7-19 á. Em đang thấy là cái khả năng khung, xem là các khung lớn hơn xem nào. À chà chà chà. Thôi thôi, khung 5 phút thì nó hơi hơi bị căng cứng rồi. Khung 30 phút. Nghĩa là nếu mà chúng ta muốn tham gia ấy, thì sẽ phải canh cái nhịp hạ nhiệt của nó ở đầu phiên thứ hai. LBB này, đấy, hạ nhiệt. Hạ nhiệt thì tham gia lại được. Đấy, loanh quanh nó hạ nhiệt được về được 19 chấm, ít nhất là phải 19.5, ít nhất 19.5. Không thì lại về được một cái cây 10 18.8 như phiên ngày hôm nay thì lại đẹp quá đúng không? À, một tuần là gọi gì, một tuần đầy đau thương của anh chị em nhà đầu tư, đó là khủng khiếp. Có lẽ là cái tuần này chắc là cái tuần giảm nhiều nha, giảm nhiều nhất đấy nhỉ, giảm nhiều nhất nhất mấy năm này gần đây đấy, coi lịch sử đấy. Tuần này giảm 101 điểm hiện tại, đến hiện tại. Anh chị em mà muốn tham gia LBB có hai cách để tham gia nhé. Đấy. Ba cách. Một là 19.5, hai là 18.8, hoặc là ba là đợi cho nó vượt hẳn 20.3 vào. Vẫn tiếp tục kéo lên anh ạ. Con này ở sàn HL, con này ở sàn HOSE mà nó kéo kết phiên nó kéo lên 20.3 kinh thật. Chốt luôn rồi, khiếp thật, đỉnh cao ấy. Okay, nó vừa còn 19 chấm mấy mà bây giờ nó kéo lên 20.3. Về tham chiếu luôn rồi. Mày ông nào ai mua trong phiên ăn luôn 5-6%. Ok, kết thúc phiên của ngày hôm nay thì chúng ta thấy là VN-Index của chúng ta đóng cửa ở vùng 1174.8. Cái này đúng không anh? Hay là cái file của em nó chưa loát?
Về tam chiếu là về tam chiếu của cái gì anh? 1,4,85. 1,4,85. Anh vừa bảo là về tham chiếu là tham chiếu của cổ LBB à? Hay là của V... À, Anh là tham chiếu LBB, không phải tham chiếu mấy thằng kia đâu. và... Ok. Hiện đây của chúng ta là 1174.85 này. Hiện tại đang có 405 mã giảm giá, 90 mã tăng giá, 54 mã tham chiếu này. Tác động tích cực thì đang có BID này. Còn chiều ngược lại họ nhà Vin này, CTG, BCM, đấy, FPT. Mấy cái cổ phiếu trụ hôm nay này không nâng đỡ gì cả. Khối ngoại hôm nay mua dòng này, tự doanh hôm nay này đứng đứng ngoài theo dõi. Thanh khoản thì phiên ngày hôm nay thì cao hơn so với phiên ngày hôm thứ năm vừa rồi à, một chút. Hiện tại tổng giá trị khớp lệnh đang tính thời điểm này em thống kê được là 23.617 tỷ đấy. Thì cũng kết thúc phiên giao dịch cuối tuần này rồi thì trải qua một cái tuần đầy biến động, đúng không? Đầy đau thương thì rất mong là các anh chị đang xem trong live cũng như anh chị nào đã tham gia được vào cùng hai anh em trong giai đoạn vừa rồi có được một cái gọi danh mục ở một cái gọi là ít rủi ro nhất. Kỳ vọng là như vậy. Thì hẹn gặp lại anh chị trong phiên sáng thứ hai nhé, vào lúc 9 giờ sáng. À, hai anh em sẽ tiếp tục đi đồng hành cùng anh chị trong giai đoạn này. Rất mong là sẽ được anh chị ủng hộ trong những cái thời gian tiếp theo. Anh Vũ Chào Lê này, em luôn nhé. có VTB cũng khá, à, sáng màu đỏ mạnh mà giờ lại có lại xanh. Anh Nguyễn Chánh Huy này, một tuần quá khốc liệt và tàn nhẫn, đau thương hơn cả Ukraine và Nga. Ok. Cảm ơn anh Nguyễn Chánh Huy, em chào anh Nguyễn Chánh Huy nhá. Em chào anh Vũ Lê. Lê nhá. Chào anh chị em nhà đầu tư. Tuần sau chúng ta lại kỳ vọng một cái thị trường có một cái nhịp hồi tốt hơn nha anh chị. Chúc anh chị cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Bỏ qua cái thị trường chứng khoán đi, nghỉ ngơi hai ngày để cùng đồng hành với anh em qua tuần sau nhé. Trước khi kết thúc buổi live ngày hôm nay thì anh chị cho em xin một like nhá. Cho em xin một like và cho em thêm những cái lượt thả tim dưới phần bình luận. À, để sau này mà anh chị em anh em like thì họ YouTube họ sẽ đề xuất lên cho trang chủ của YouTube của các anh chị. À, thì anh chị em mình đỡ phải đi tìm. Và cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Ok, em xin phép là kết thúc buổi live ngày hôm nay.